một nam thanh niên 31 tuổi ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là bệnh nhân số 48 dương tính với virus corona. Đồng thời, chung cư Hòa Bình, nơi sinh sống của bệnh nhân số 48 cùng 1.000 cư dân đã bị cách ly 14 ngày. Được biết, bệnh nhân số 48 là trường hợp F1 từ bệnh nhân số 45. Đến trưa ngày 14 tháng 3, toàn bộ cư dân chung cư Hòa Bình tại địa chỉ 90A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 được cách ly hoàn toàn. Theo lực lượng chức năng, chiều hôm trước, cơ quan y tế đã lấy 20 mẫu ở chung cư để xét nghiệm nhưng đều âm tính. Cho đến sáng nay, 43 trường hợp khác ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí. Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa từ 22 giờ tối ngày hôm qua. Dự kiến thời gian cách ly theo quy định là 14 ngày. Như vậy, theo cơ quan chức năng, tính cho đến nay, số trường hợp tiếp xúc gần với 9 bệnh nhân COVID ở Bình Thuận là 128 và tất cả đều đã được cách ly.